Xin kính chào và kính mời quý vị khán giả theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC ngày 2 tháng 8. Sau đây là nội dung chi tiết. Số người tiêm vaccine COVID-19 trong một ngày tại Thành phố Hồ Chí Minh cao kỷ lục. Theo cập nhật của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 1 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine COVID-19 cho 144.970 người. Như vậy, tổng số trường hợp đã được tiêm vaccine trong đợt 5 là 767.885 người. Tốc độ tiêm chủng tại thành phố đang cải thiện rõ rệt. Số lượng mũi tiêm tăng nhanh hơn và người trì hoãn tiêm trong đợt này cũng giảm đi nhiều. Qua 4 đợt tiêm, tổng số lượt người đã được tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố là 991.872 người. Trong đó, 946.974 người tiêm mũi 1, 44.898 người đã tiêm đủ 2 liều. Đợt 5 của chiến dịch tiêm vaccine tại thành phố triển khai chính thức từ ngày 22 tháng 7. Trong đợt này, thành phố thực hiện tiêm chủng tại nhiều địa điểm, bao gồm các điểm tiêm cố định và lưu động ở cộng đồng, bệnh viện. Trong đợt này, thành phố ưu tiên vaccine cho người lớn tuổi, có bệnh nền. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, 69.743 người lớn tuổi, có bệnh nền đã được tiêm vaccine. Cộng dồn sau 4 đợt tiêm chủng, đến ngày 1 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêm vaccine COVID-19 cho hơn 1,7 triệu người. Tốc độ đã cải thiện rất rõ rệt khi các thủ tục quy trình được điều chỉnh sát thực tế. Để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo an toàn trong tổ chức tiêm chủng, ngày 1 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ban hành công văn khẩn liên quan đến công tác triển khai tiêm chủng. Đối tượng được tiêm vaccine thay đổi nhiều so với các đợt trước đây. Thành phố tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho lực lượng y tế tuyến đầu, người cao tuổi, các trường hợp có bệnh lý nền, người nghèo yếu thế, người dân trong khu vực phong tỏa. Ủy ban nhân dân quận huyện, phường xã lập danh sách tiêm chủng cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, phân nhóm theo ưu tiên. Qua đó căn cứ số lượng người, quy mô điểm tiêm, công suất đội tiêm, địa phương sắp xếp lịch theo ngày, giờ cụ thể để đảm bảo yêu cầu giãn cách. Toàn thành phố có 1.200 đội tiêm vaccine được huy động tối đa từ các lực lượng y tế nhà nước và tư nhân, tổ chức tại các điểm tiêm cố định và nhiều điểm tiêm lưu động tại khu dân cư. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng bố trí nhân lực làm việc toàn thời gian trong suốt thời gian tổ chức chiến dịch tiêm chủng, không giới hạn số người tiêm trong mỗi buổi tiêm. Thời gian có thể kéo dài sau 18 giờ, số lượng cho một ngày của mỗi đội tiêm có thể hơn 200 người nếu đảm bảo được giãn cách và theo dõi sau tiêm. Tính đến hết ngày 31 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được từ sự phân bổ của Bộ Y tế và tiếp nhận tại kho của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn 2,5 triệu liều vaccine, trong đó có vaccine AstraZeneca, Pfizer, Verocell và Moderna. Việt Nam tiếp nhận thêm hơn 1 triệu liều vaccine COVID-19 từ COVAX. Hôm nay, ngày 2 tháng 8, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1.188.000 liều vaccine COVID-19 từ cơ chế COVAX, nâng tổng số vaccine COVID-19 hỗ trợ cho Việt Nam lên 8.681.300 liều. Tiến sĩ Kinh Đông Bắc, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam cho hay, vaccine COVID-19 là công cụ cứu sống con người, nhưng với nguồn cung hạn chế, biện pháp tốt nhất là ưu tiên những người dễ bị tổn thương nhất. Khi số lượng các ca nhiễm tăng cao, chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ và tăng cường nỗ lực tiêm vaccine cho nhân viên y tế, người già và những người có bệnh nền để bảo vệ họ khỏi bị bệnh nặng và không qua khỏi. Bà Lisey Miller, phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, điều quan trọng là các nhóm ưu tiên bao gồm nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội và giáo viên được tiêm vaccine phòng COVID-19 để đảm bảo rằng trẻ em có thể trở lại trường học an toàn và được sử dụng các dịch vụ y tế dự phòng cần thiết. Trong số 8.681.300 liều vaccine do cơ chế COVAX hỗ trợ Việt Nam, có 5.100.000 liều vaccine Moderna do chính phủ Mỹ hỗ trợ và 3.681.200 liều AstraZeneca. Cơ chế COVAX do WHO, Liên minh đổi mới sáng tạo, sẵn sàng cho dịch bệnh, CEPI và Liên minh toàn cầu với vaccine tiêm chủng Gavi đồng thời khởi xướng. UNICEF là đối tác thực hiện chính. Đến nay, Việt Nam đã triển khai tiêm hơn 6,4 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 659.064 người đã được tiêm liều thứ hai. Nguồn vaccine bổ sung sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022. Nguồn cung vaccine COVID-19 trên toàn cầu hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai tiêm chủng ở nhiều quốc gia, vì vẫn còn nhiều người vẫn chưa được tiêm phòng. Người dân vẫn cần tiếp tục thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Lô vaccine Vaxzevria lần này trước đây được gọi là vaccine COVID-19 AstraZeneca do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển. Lô hàng này được vận chuyển từ cơ sở sản xuất của Laboratorio Inversa Pharma Tây Ban Nha. Vaccine Vaxzevria COVID-19 được WHO cấp phép sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp và đã được tiến hành tiêm thành công tại Việt Nam kể từ tháng 3 năm 2021 dưới tên cũ.
Thưa quý vị, sáng nay Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và chuỗi các hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN với các đối tác như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản đã chính thức khai mạc. Đây là hoạt động quan trọng nhất cấp Bộ trưởng của ASEAN hàng năm, sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày hôm nay tới ngày 6 tháng 8 dưới sự chủ trì của Brunei, Chủ tịch ASEAN 2021. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hội nghị. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 do Brunei chủ trì diễn ra trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang phải chịu tác động mạnh mẽ của đại dịch COVID-19, biến cố chính trị tại Myanmar hay sự cạnh tranh gia tăng ảnh hưởng của các nước lớn. Tuy nhiên, ASEAN vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế khu vực dự báo đạt 4,9%. ASEAN vẫn duy trì đoàn kết, thống nhất vì các mục tiêu chung. Việc chuyển giao công nghệ và các sản phẩm vaccine sẽ mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp ASEAN trong chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực, đồng thời thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho khu vực ASEAN trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19. Tại hội nghị lần này, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ bàn thảo nhiều vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm, trong đó trọng tâm là xây dựng cộng đồng ASEAN, nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19, biến cố chính trị tại Myanmar và cả vấn đề Biển Đông. Về ứng phó với đại dịch COVID-19, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN sẽ tiếp tục bàn thảo về quỹ ASEAN ứng phó với COVID-19 được các nhà lãnh đạo ASEAN thành lập từ hội nghị cấp cao lần thứ 36, xây dựng khung thỏa thuận hành lang đi lại ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại vì mục đích công vụ và kinh doanh trong nội khối, bảo đảm tuân thủ các quy định y tế. Hội nghị lần này là dịp để các bộ trưởng ngoại giao ASEAN rà soát, thống nhất về phương hướng và biện pháp triển khai hợp tác theo tinh thần ưu tiên từng năm, thúc đẩy quan hệ với các đối tác, đồng thời trao đổi về cách thức ứng xử của ASEAN trước các vấn đề có thể tác động đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Thưa quý vị, chiều tối qua mùng 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã quyết định phong tỏa tạm thời khu vực ngõ 651 phố Minh Khai và một số điểm lân cận để thiết lập khu vực cách ly y tế sau khi có các ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân phường Thanh Lương cũng yêu cầu toàn bộ người dân thuộc khu vực trên không được ra khỏi nhà kể từ 17 giờ ngày 1 tháng 8. Trước đó, sau khi nhận được thông báo về chùm ca bệnh gồm 20 trường hợp mới mắc COVID-19 liên quan tới công ty thực phẩm Thanh Nga tại địa chỉ 82/651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, lực lượng chức năng đã lập tức xuống địa bàn phối hợp cùng với Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng điều tra truy vết và xử lý ổ dịch. Phóng viên Hoài Phương đang có mặt tại hiện trường thông tin chi tiết. Vâng, xin chào MC Hoàng Long, xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong đêm ngày hôm qua thì công an phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng đã lập chốt phong tỏa tại các hẻm liên quan đến ngõ 651 và các ngã ba tiếp giáp với ngõ 184 của đường Chân Đê. Và theo CDC Hà Nội thì ca nghi nhiễm ghi nhận đầu tiên là tại công ty cung ứng thực phẩm nêu trên là nữ 21 tuổi tại phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, là thực tập sinh tại đơn vị này. Và đây là công ty cung cấp thịt bò cho chuỗi siêu thị lớn tại Hà Nội. Và theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội thì đã phối hợp với Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cũng như là các đơn vị liên quan để tiến hành điều tra lịch trình của những người tiếp xúc với các ca bệnh dương tính trên địa bàn. Và kết quả điều tra cũng như là xử lý tính đến đêm ngày hôm qua thì đến thời điểm hiện nay thì đã tiến hành phong tỏa tạm thời là 300 hộ với trên 1.000 nhân khẩu cùng các trường hợp được xác định là có liên hệ chuyển điều trị đến bệnh viện của Bắc Thăng Long. Và tổng số ca F1 đến thời điểm hiện nay được xác định là 17 người, trong đó thì có 10 ca F1 đã được lấy mẫu ngày 31 tháng 7 và có kết quả xét nghiệm là âm tính. Còn 7 trường hợp còn lại thì đang lấy mẫu xét nghiệm ngày hôm qua là ngày 1 tháng 8 và đang chưa có kết quả xét nghiệm. Tổng số người liên quan trong khu vực ổ dịch quanh vùng này thì đã được lấy mẫu là 750 người, trong đó thì 500 mẫu gộp sàng lọc là có người sống ở trong ngõ thì có trụ sở chính là của công ty đã gửi cho bệnh viện Sanh Pôn, hiện thì chưa có kết quả. Công ty thực phẩm Thanh Nga thì có hai cơ sở chính và có kho đông lạnh nơi có rất là nhiều nhân viên sinh sống và hoạt động trong lĩnh vực là cung cấp thịt cho địa bàn thành phố Hà Nội. Và tổng số nhân viên của công ty này là 43 người và gần cơ sở chính của công ty thì có 5 công ty khác. Và cũng theo thông tin mà chúng tôi vừa mới nhận được từ phía công an phường Thanh Lương thì gửi lên công an quận Hai Bà Trưng thì hiện nay thì công an phường đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để tiến hành truy vết các F có liên quan. Qua đánh giá sơ bộ thì với chu kỳ lây nhiễm của biến thể mới là từ 3 đến 7 ngày thì có nguy cơ là những cán bộ công nhân viên
của các siêu thị và các cửa hàng có liên quan đến công ty này thì sẽ bị lây nhiễm. Và ba phương án đã được lực lượng phòng chống dịch tại đây đề xuất. Đó, phương án 1 được đưa ra là cho rà soát gấp 3 ngày gần đây những cái trường hợp có liên quan đến công ty Thanh Nga giao hàng cho các siêu thị, cửa hàng nào để check camera và phân loại F1, F2. Và phương án thứ hai là cho F1, F2 về nhà ngay và tự cách ly tại nhà và cho đi xét nghiệm COVID-19 gấp để sàng lọc. Phương án 3 thì nếu có trường hợp nào dương tính và ngay lập tức thì cho các cửa hàng siêu thị đó dừng hoạt động và các cửa hàng cũng như là cán bộ công nhân viên thì trực tiếp là đi test COVID-19. Vâng, đấy là những thông tin cập nhật từ ổ dịch 21 chùm ca dương tính liên quan mà chúng tôi muốn gửi tới trường quay. Cảm ơn phóng viên Hoài Phương. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vincommerce sở hữu chuỗi siêu thị Vinmart cho biết, công ty thực phẩm Thanh Nga là nhà cung cấp thịt cho một số siêu thị cửa hàng của Vincommerce tại Hà Nội. Ngay sau khi có thông tin các ca mắc COVID-19 tại công ty thực phẩm Thanh Nga, Vincommerce đã dừng nhận hàng từ nhà cung cấp này. Hiện tại, các siêu thị đang tuân thủ theo hướng dẫn của tập đoàn Masan và tích cực phối hợp cùng với cơ quan chức năng để khoanh vùng truy vết, thực hiện tất cả các biện pháp phòng dịch. Đại diện của Vincommerce khẳng định, thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về danh sách hàng trăm siêu thị cửa hàng thuộc Vincommerce có tiếp xúc F0 của công ty thực phẩm Thanh Nga và nguy cơ lây nhiễm không phải là thông tin chính thống từ Vincommerce cũng như của các cơ quan chức năng công bố. Dịch COVID-19 đang tác động ngày càng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh miền Trung đã có những giải pháp ứng phó với dịch bệnh, biến nguy thành cơ, tranh thủ ký kết các đơn hàng lớn từ sớm nhằm không để xảy ra đứt gãy trong sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động. Ghi nhận của phóng viên VTC1 tại Hà Tĩnh. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, hơn 300 công nhân đang tất bật với công việc phân loại thủy sản để kịp các đơn hàng xuất khẩu sang Nhật Bản. Năm nay, sản lượng thủy sản công ty đạt khoảng 600 tấn, 80% được xuất khẩu sang Nhật Bản, ước tính doanh số đạt 120 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020. Hồ sơ về hợp đồng thì hai bên cũng tương đối làm rất là có bài bản, cho nên là theo tôi nghĩ là vẫn riêng cuối năm thì tất cả mọi việc là cũng nó ảnh hưởng đến lớn đến trong quá trình sản xuất kinh doanh. Dù chỉ mới đi vào sản xuất ngay trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát năm ngoái, thế nhưng công ty cổ phần bao bì Sông La Xanh chuyên sản xuất bao bì xuất khẩu đã có những tính toán phù hợp với kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh toàn cầu. Vì vậy, họ đã sớm ký kết được nhiều đơn hàng với các nước trong khu vực. Dự kiến doanh thu trong năm nay sẽ đạt hơn 300 tỷ đồng và công ty sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, đón đầu các đơn hàng mới. Ngay từ đầu năm, công ty đã tìm kiếm các đơn hàng có tính dài hạn, đặc biệt là các đơn hàng xuất khẩu. Do đó là trong năm nay công ty đã ký những hợp đồng có giá trị lớn và dài. Do đó trong đại dịch vừa qua, công ty vẫn đảm bảo việc làm cho người lao động. Theo Cục Hải quan Hà Tĩnh, dịch COVID-19 gây ra nhiều khó khăn chung cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn. Tuy nhiên, bản thân các doanh nghiệp đã chủ động tìm những lối đi mới ứng phó với các tác động tiêu cực của dịch bệnh. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt hơn 910 triệu đô, tăng 106,63% so với cùng kỳ năm 2020. Chúng tôi tiếp tục thực hiện cái việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp trong cái quá trình hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu. Dù còn nhiều thách thức trong thời gian tới với các ngành hàng xuất khẩu, tuy nhiên với sự chủ động nắm bắt thời cơ, các doanh nghiệp này sẽ từng bước đưa ra những giải pháp mới để ổn định sản xuất, đảm bảo xuất khẩu ngay trong bão dịch. Tiếp tục với các nội dung đáng chú ý, sau khi phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 được công bố, một số trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh đã công bố mức điểm sàn. Theo các trường, nhiều khả năng điểm sàn cũng như điểm chuẩn của mùa tuyển sinh năm nay sẽ không có quá nhiều đột biến so với năm ngoái. Tuy nhiên thì thí sinh cũng cần phải nghiên cứu kỹ càng để chắc suất vào các trường yêu thích, bởi tỷ trọng chỉ tiêu của phương thức điểm thi năm nay của nhiều trường giảm khá mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên ở phía Nam công bố điểm sàn ngay sau khi có điểm thi. Theo đó, mức điểm nhận hồ sơ được trường đưa ra ở hầu hết các ngành đào tạo đại học chính quy dao động từ 18 đến 24 điểm. Trong đó, một số ngành thuộc chương trình đào tạo nhân tài có điểm nhận hồ sơ cao nhất từ mức 26 điểm cho 3 môn. Với phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, các trường nhận định điểm chuẩn hầu hết các ngành có thể tăng nhẹ.
Điểm chuẩn năm nay của các khối như A00, B00 hay D00 hay A01 của các ngành từ top trên thì sẽ có điểm từ khoảng chừng 24 điểm trở lên. Các trường top dưới thì có điểm trúng tuyển từ 20 đến 22 điểm. Các ngành các trường là chọn ngành xã hội như là các như trường nhân văn chẳng thì có mức điểm sẽ cao hơn khoảng chừng 1 điểm so năm ngoái. Những nhóm ngành như kinh doanh quản lý, báo chí thì có thể tăng từ 0,5 đến 1,5 điểm. Nhóm ngành công nghệ thông tin có thể tăng lên 2 điểm. Tuy nhiên với những cái nhóm ngành như khối sức khỏe thì có thể giữ nguyên như điểm của năm 2020. Ngoài ra thì những nhóm ngành còn lại, ví dụ nhóm ngành về môi trường, hóa sinh thì tăng nhẹ khoảng 1 điểm. Theo thống kê, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay trong phạm vi cả nước là khoảng 550.000, nhưng số thí sinh đăng ký xét tuyển lại cao hơn năm ngoái, vào khoảng 100.000 em. Trong bối cảnh mà tổng chỉ tiêu của các trường không đột biến nhiều, thậm chí là tỷ trọng chỉ tiêu của phương thức điểm thi trung học phổ thông năm nay, theo công bố của Bộ Giáo dục, chỉ 55%, nhiều trường còn ít hơn mức này. Do đó, thí sinh cần hết sức lưu ý. Năm nay lại có cái đặc biệt đó là sử dụng nhiều cái phương thức để xét tuyển, nó làm cho cái tổng chỉ tiêu xét tuyển dựa trên cái điểm thi trung học phổ thông quốc gia đó thì nó giảm xuống. Và với những cái điểm này á, nó sẽ làm cho nó sẽ có xu hướng nó làm cho cái điểm chuẩn xét tuyển ở các trường nó sẽ tăng lên. Đó là cái mà chúng ta cần lưu ý. Khi mà các bạn đăng ký thì các bạn đăng ký một cái ngành nào đó, nó có nhiều cái tổ hợp xét tuyển. Ví dụ như nhiều tổ xét tuyển thì có 4 tổ hợp, thì bây giờ thi xong thì có điểm. Cái tổ hợp, có những cái tổ hợp các bạn có thể điểm cao hơn, nên các bạn có thể phải thay đổi để làm sao cho cái khả năng trúng tuyển của mình cao nhất. Nhớ là phải theo nguyện vọng yêu thích nhất, dù nó là điểm thấp hay điểm cao gì cũng được, nhưng mà nó phải là nguyện vọng yêu thích nhất của mình, là nguyện vọng đầu tiên. Năm nay, thí sinh được quyền điều chỉnh nguyện vọng tối đa 3 lần bằng hình thức trực tuyến. Do đó, các chuyên gia lưu ý, để tránh trường hợp điểm thi cao vẫn không đỗ nguyện vọng nào hoặc trúng vào các nguyện vọng không yêu thích, thí sinh cần ưu tiên đặt nguyện vọng dựa trên sở thích và năng lực của bản thân. Tại thành phố Đà Nẵng, dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chọn trường, chọn ngành của thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay. Đặc biệt, ưu tiên nhập học tại chỗ gắn liền với nhu cầu tuyển dụng thực tế ở địa phương để đảm bảo an toàn và giảm áp lực kinh tế cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của các em. Năm nay, tuyển sinh trong bối cảnh dịch COVID-19, nhiều thí sinh như Ánh Sen đã lựa chọn những ngành nghề ít chịu tác động của dịch bệnh, đồng thời gắn liền với nhu cầu tuyển dụng nhân lực tại địa phương. Thực tế, lựa chọn của Ánh Sen cũng là xu hướng của nhiều thí sinh hiện nay, khi dịch bệnh đã tác động đến việc chọn ngành, chọn trường của các em. Em lựa chọn cái chuyên ngành cho mình đó là ngành thiết kế đồ họa. Vì thứ nhất là nó là cái niềm đam mê của em. Thứ hai là ở trong tình hình dịch hiện tại thì ngành thiết kế đồ họa nó không bị ảnh hưởng bởi dịch. Và thứ ba là hiện tại em thấy là cái nguồn tuyển dụng hiện tại thực tế của Đà Nẵng của mình rất là cao về cái mảng ngành này. Cho nên là em lựa chọn cái ngành thiết kế đồ họa để theo học. Đáng chú ý, so với những mùa tuyển sinh trước, thay vì nhập học tại những thành phố khác, thì năm nay, vì e ngại dịch bệnh kéo dài, lượng thí sinh đăng ký chọn học tại chỗ ở địa phương có chiều hướng gia tăng. Tình hình dịch bệnh năm nay thì em xin quyết định nhập học tại địa phương thì để tránh nguy hiểm hơn và đỡ áp lực về tiền nhập học. Theo trường cao đẳng FPT Polytechnic, thành phố Đà Nẵng, hiện nay, ngoài sự linh hoạt trong việc chọn trường, chọn ngành, thí sinh rất quan tâm đến vấn đề việc làm khi tốt nghiệp, nhất là dịch bệnh khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Với thực tế đó, các trường chủ động kết nối với doanh nghiệp, cam kết về đầu ra cho sinh viên, đặc biệt tại hệ thống trường nghề, bình quân giải quyết việc làm sau 6 tháng khi tốt nghiệp đạt trên 80%, thậm chí có sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng ngay khi chưa tốt nghiệp. Có cái mối quan hệ hợp tác với hơn 500 doanh nghiệp ở trong nhiều cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ở bên cạnh đó thì nhà trường còn có phòng là quan hệ doanh nghiệp. Đấy là cái bộ phận mà đứng cái vai trò cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp để giúp cho các em sinh viên, hỗ trợ các em sinh viên tìm hiểu được các cái công việc từ các cái doanh nghiệp phù hợp với cái chuyên ngành đào tạo của các em. Và thứ hai nữa là giúp các em có nhiều cái cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp và thực tập ở doanh nghiệp.
Dịch COVID-19 đã làm thay đổi tư duy trong việc chọn ngành, chọn trường, chọn nơi nhập học của thí sinh so với những mùa tuyển sinh trước. Đây cũng là cơ hội, cũng như thách thức, đòi hỏi các trường đào tạo chuyên nghiệp phải đổi mới mình, phải bắt kịp xu hướng để thu hút thí sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.